Còn nước dạ. đi. Anh cứ để em tự nhiên. Bộ anh chị có chuyện gì hả? Thì cũng đâu có chuyện gì đâu. Chị cậu với cậu lúc nào cũng vậy hết trơn á. Thương con thương cháu thì để nó ở trên đó, nó làm tròn cái bổn phận làm dâu đi. Ơ, cái anh này hay ghê á. Ủa, bộ con gái gả đi là hết sao anh? Mà em nói cho anh nghe, con Ngọc nhà mình á, nó đâu có thua kém ai. Anh thấy rõ không? Cũng có bằng đại học đổ chét luôn, cũng sánh vai cùng với tất cả mọi người. Vậy mà bây giờ phải chui vào bếp núc lo cho chồng nó, để cho chồng nó được đi ra ngoài nở mặt nở mày với người ta. Như vậy không phải là hy sinh sao anh? Người ta sẽ đè đầu cưỡi cổ cho con mình hoài cho mà coi. Thôi, nói tới nói lui, anh cũng giữ ý kiến của anh à. Chuyện của anh, gia đình anh muốn làm gì anh làm. Anh ăn gọn gọn lại một tí nha, cho em dễ dọn nha. Dọn được không? Ngọt. Không, ý em nói vậy thôi, ý là quăng trên bàn cho em dễ hốt hơn. Có chuyện quét cũng không xong nữa vậy. Ta ăn ta muốn làm sao kể người ta. Thôi để đi. Đi vô dọn dẹp ở trong đi. Dạ. Gọi kìa. Ai gọi kìa? Bà già gọi nè. Con nghe mẹ. À, mẹ hỏi một chút nè. Ba con đến nơi chưa? Gì? Ba đến nơi chưa là sao? À, thì bữa nay vậy ba con rảnh chút, ba con tranh thủ lên thăm tụi con đó. Lên chi? Lên phải báo trước chứ. Mà nè, tụi con không cần lo cho ba mẹ đâu nha. Ba mẹ ở đây đó là đầy đủ hết rồi, không cần phải sắm sửa gì nữa đâu. Tiền con gửi cho ba mẹ đó, còn Y Nguyên nè. Cái gì? Tiền gì? Lần sau á, không có gửi tiền cho ba mẹ nữa nha. 3 triệu á không phải là nhỏ đâu. Tụi con còn khó khăn nên là phải dành dụm đó mà xài. Ủa, sao tự nhiên cắt ngang vậy trời? Ngọc, ra đây biểu coi. Dạ anh, có chuyện gì vậy? Ngồi xuống đó. Ngồi xuống. À, cái gì vậy anh? Lấy tiền Ngọc hả? Tiền ở đâu mà đem về cho ông bà già vậy hả? Tiền ở đâu ra? Anh ơi, cái tiền đó là tiền của em mà, chứ phải tiền của anh đâu. Chả tiền mà hả? Tiền ở đâu ra mà tiền của em? Mày lấy ở đâu ra mà mày có tiền? À, mày ăn cắp tiền vợ đúng không? Hèn chi bữa giờ tao thấy đồ ăn nó ít, nói một tiếng mày cãi một tiếng là sao? Anh ơi, không phải đâu, cái tiền đó là tiền em tự làm ra, không có phải lấy tiền của anh. Chả trèo nữa. Ây da, anh ơi. Mày làm cái gì con gái tao vậy hả? Bà lên đúng lúc lắm hả? Bà coi con gái của bà kìa, nó ăn cắp tiền của tôi đó. Bà ơi, không phải gì đâu ba, tiền này là tiền của con tự làm ra mà. Tôi đi làm tôi nuôi cái nhà này nè, tiền nào của cô hả? Tiền này á là tiền con gái nó gửi về cho cha mẹ, nó nói là tiền này do nó làm ra mà, chứ tiền nào tiền của con? Tiền của tôi. Tao trả cho mày đó. Tiền của tôi mà quăng vậy hả? Hả? Rồi tính đi đâu? Hai cha con ông đứng lại đó nha. Không có yên với tôi đâu. Đây nè, ông. Mày dám hiếp cháu tao hả? Ai cho mày cái quyền này hả? Mày có biết vợ mày hy sinh sự nghiệp để lo cho mày không? Để cho mày ra đường nở mặt với mày với mọi người mà mày dám đối xử vợ mày vậy hả? Tao không tha cho mày đâu. Anh dẫn con đi. Đi con. Mày nhớ đó.
Ngày mai quay clip đó em, nhớ nha. Trời ơi, ok anh. À, với lại á, em có mua mấy cái chân mái mà anh dặn em nè. Ngày mai em cầm qua cho anh coi nha. Ok em, cứ thổi con gà mái đi. Có gì anh chỉ cho. Nay dưỡng sức, mai chiến đấu. Dạ, em cũng đang nôn quá nè. Ok, vậy nha, mai gặp. Ok la. Ăn cơm nè con. Chàng ơi, sao con ăn mấy cái thứ này hoài á rồi sao có sức học con? Con đang giảm cân. Nè miếng thịt ngon nè, cái mẹ thương nè. Ôi trời, con gái của mẹ. Ngon không con? Nhai từ từ mắc nghẹn nghe. Thôi thôi, mày để con tự ăn được rồi. Ừ. Mày xuống mày rửa chén ha. Ừ. Ừ. Hello, xin chào tất cả mọi người đang đến với kênh TikTok của tụi mình. Xin chào hai người xem nhá. Hai người xem nhá. Vâng, đây là một chai nước mắm. Mọi người chia sẻ giúp mình đi ạ. Em sẵn sàng chưa? Em sẵn sàng. Uống đi, uống đi, uống đi, uống đi, uống đi, uống đi, uống đi. Cố lên, cố lên. Em nhận được 100.000 đồng. Trời ơi, cả ngàn người xem này mà sao chả có mấy người follow là sao? Uống nước mắm xanh cả mặt thế mà. Anh nói với em, bây giờ nhá, muốn nổi tiếng thì chỉ có hai cách. Một là bằng tài năng của mình, hai là bằng bị chửi. Mà anh nghĩ là bị chửi nó sẽ bị dễ hơn. Mình sẽ kiếm một người lao động, rồi xong mình ra kiếm chuyện với ngày đó. Anh sẽ livestream lên. Đó, em nhìn thấy không? Chơi mạnh lên. Mày già, mà bị đuôi hả? Mày biết bộ đồ của tôi mất tiền lắm không? Mày dơ dãi, bẩn thỉu. Chơi nhiệt tình lên, người ta xem có trời này. Bán nhà trai á, mày biết dơ dãi nó cỡ nào rồi. Đồ dơ dãi. Đi đi anh. Sao vậy em, đang gây cấn mà. Mẹ em đó. Anh không ngờ em lại xí nhục mẹ em như vậy luôn á. Thật là có hiếu mà. Thôi, đi đi. Ủa? Sao có nhiều đây vậy? Như vậy là quá nhiều đối với cô rồi. Như ban đầu tôi đã nói với cô, tiền quản lý của tôi là 40%. Ngoài ra còn tiền quảng cáo, PR, sinh hoạt, son phấn của cô không tính à? Sao anh trơ trẽn quá vậy? Anh là quản lý, thì đương nhiên mấy việc đó anh phải làm rồi. Tại cô ngu cho nên mới không hiểu vấn đề thôi. Dù sao cái kênh đó cũng là của tôi. Tôi ngu á, tôi mới tin lời của anh. Anh phải đưa thêm tiền cho tôi á, không là tôi kiện anh đó. Cái gì? Kiện á? Kiện đi, tôi hầu. Đồ trơ trẽn, vô liêm sĩ, bỉ ổi. Thôi đi, cút ra khỏi nhà tao. Không cần đuổi. Thank you.
ơi, mẹ ơi con về nè mẹ ơi. Sao em không yêu gì mẹ? Chú Phương, chú Phương ơi, mẹ con quay lại đây chú ơi. Mẹ con mất cách đây 2 tuần rồi. Mẹ con có một cái khối u mà giấu con từ bấy lâu nay, không có cho con biết, để rồi không kịp chữa trị. Con bình tĩnh lại đi, thì chú nói con nghe. Sao con bận cái gì mà gọi điện cho con hoài không được vậy? Con có biết rằng là trước khi mẹ con mất, mẹ con lo lắng cho con lắm, cần con lắm. Tại sao bây giờ con mới đi về?